Ngày 28 tháng 6, tại cuộc gặp ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc giữa Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường đã ký kết một loạt những thỏa thuận hợp tác về thương mại, nông lâm nghiệp, giáo dục, khoa học và đổi mới. Ông Hipkins cho biết đây là cơ hội tái khẳng định tầm quan trọng các mối liên kết thương mại giữa hai nước. Ông nhấn mạnh trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại New Zealand-Trung Quốc đạt hơn 40 tỷ đô la New Zealand, tương đương 24 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục nằm trong nhóm thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand. Ngoài ra, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Chuyến công du 5 ngày đánh dấu lần đầu tiên ông Hipkins tới Trung Quốc kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng New Zealand từ hồi tháng 1. Trước đó, ngày 27 tháng 6, ông Hipkins đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua các thương vụ mua bán vũ khí tiềm năng với Ba Lan và Na Uy, trị giá lần lượt là 15 tỷ đô la Mỹ và 239 triệu đô la Mỹ. Lầu Năm Góc ngày 28 tháng 6 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá 15 tỷ đô la, cung cấp hệ thống chỉ huy chiến đấu phòng không và tên lửa tích hợp cùng các thiết bị có liên quan cho Ba Lan. Hai nhà thầu chính trong thương vụ tiềm năng này bao gồm Reinkopf và Lockheed Martin. Gói này bao gồm 48 bệ phóng tên lửa Patriot cùng 644 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3MSE, các thiết bị kết nối hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá khoảng 239 triệu đô la Mỹ cung cấp bom thông minh Stormbreaker, trước đây được gọi là bom đường kính nhỏ 2, và các thiết bị liên quan cho Na Uy. Nhà thầu chính trong hợp đồng này là Raytheon Missile System. Lầu Năm Góc cùng ngày cũng đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về hai thương vụ tiềm năng này. Các quan chức Nhà Trắng ngày 28 tháng 6 xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu sử dụng máy áp lực dương liên tục, một dạng thiết bị hỗ trợ thở không xâm lấn, nghĩa là người dùng không cần phải đặt ống thở để giải quyết chứng ngưng thở trong khi ngủ, vốn tồn tại dai dẳng đối với nhà lãnh đạo này. Phát ngôn viên Nhà Trắng chia sẻ, từ năm 2018, trong các báo cáo y tế toàn diện, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận ông mắc phải hội chứng ngưng thở trong khi ngủ. Tối ngày 27 tháng 6, ông đã sử dụng máy áp lực dương liên tục CPAP, loại máy phổ biến với những người mắc hội chứng này. Trong khi đó, một quan chức khác của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã bắt đầu sử dụng máy trợ thở CPAP trong những tuần gần đây để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hồi tháng 2 năm nay, phát biểu sau cuộc kiểm tra y tế, tiến sĩ Kevin O'Connell, bác sĩ lâu năm của ông Biden tuyên bố nhà lãnh đạo Mỹ hoàn toàn khỏe mạnh và đáp ứng tốt các yêu cầu công việc trên cương vị Tổng thống, bao gồm nhà điều hành, nguyên thủ quốc gia và Tổng tư lệnh. Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ kinh phí cho kế hoạch giúp các nước đang phát triển xây dựng luật quản lý công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. EU sẽ viện trợ 4 triệu euro để tổ chức các sự kiện và tư vấn cho các chính phủ về vấn đề AI và quản lý công nghệ này, mục đích là nhằm bảo vệ quyền con người và tính bền vững của môi trường. Hiện EU đang tăng tốc xây dựng quy định quản lý AI trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này trong năm qua. Tuần trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua một văn bản quan trọng có thể tạo nền tảng cho các quy tắc AI trong khi vẫn thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực này. Từ ngày 14 tháng 6 vừa qua, EP và 27 nước thành viên EU đã bắt đầu các cuộc đàm phán về bộ luật quản lý AI. Nếu EU đạt được thỏa thuận này vào cuối năm nay, thì khối này kỳ vọng sẽ có bộ luật đầu tiên trên thế giới về quản lý AI.